Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay bếp nhà mình sẽ kho cá bóng, mời mọi người cùng theo dõi nhé. Khoảng 400g cá bóng chúng ta sơ chế sạch để ráo nước. Chúng ta cho dầu vào chảo phi tỏi. Khi tỏi hơi vàng, chúng ta cho tiếp một muỗng canh đường vào để thắng nước màu. Chúng ta thắng đường đến khi ngả màu vàng thì tắt bếp. Về phần gia vị nêm nếm gồm 1 thìa cà phê muối hạt, 1 phần 4 thìa cà phê bột ngọt, 2 thìa canh đường, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê dầu hào. Chúng ta trộn đều gia vị lên và ướp cá khoảng 15 đến 20 phút.
cá ướp xong, chúng ta mở lửa nhỏ kho. Thỉnh thoảng vớt bọt và chở đều. Trong lúc kho cạn nước, chúng ta có thể cho thêm một ít nước ấm. Chúng ta đậy nắp lại trong khi kho, để khi cá chín được mềm và nêm nếm lại cho vừa ăn. Chúng ta kho cá đến khi chín và ngấm gia vị. Nước kho hơi kẹo lại là được. Cá kho xong, chúng ta cho ra đĩa và gắp tiêu lên. Chúc tất cả mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.